Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhân vật nào sẽ ngồi vào ghế bí thư thành ủy Hà Nội? Ngày 26 tháng 6, BBC tiếng Việt bình luận, bí thư thành ủy Hà Nội, ai thay ông Đinh Tiến Dũng? Theo đó, ngày 25 tháng 6, hội nghị lần thứ 18 của Ban chấp hành đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 thông báo quyết định của Bộ Chính trị, phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương đảng, phó bí thư thường trực, điều hành thành ủy Hà Nội cho đến khi chính thức có bí thư mới theo quy định. BBC nhận xét, điều này cho thấy bộ chính trị sẽ chọn một người khác thay cho ông Đinh Tiến Dũng. Vậy ai sẽ là ứng cử viên sáng giá? Theo điều 6 quy định 80 năm 2022 thì bộ chính trị có quyền chỉ định nhân sự cho ghế bí thư thành ủy Hà Nội khi cần thiết, không cần phải trình ban chấp hành trung ương Đảng. Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhắc đến 3 đời bí thư thành ủy Hà Nội gần nhất, gồm ông Hoàng Trung Hải từ năm 2016 đến năm 2020. Ông Vương Đình Huệ từ năm 2020 đến năm 2021 và ông Đinh Tiến Dũng từ năm 2021 đến năm 2024 đều được coi là những nhà kỹ trị, tức có chuyên môn, học vấn về kỹ thuật, học kinh tế và có quá trình công tác trong các lĩnh vực này. Nếu xét tiêu chuẩn vừa hồng vừa chuyên thì ba bí thư thành ủy này đều hội đủ. Theo BBC, giai đoạn trước đó từ năm 2000 đến năm 2015, các bí thư thành ủy Hà Nội là ông Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ năm 2000 đến năm 2006 và ông Phạm Quang Nghị nhiệm kỳ năm 2006 đến năm 2015 là những người hồng hơn chuyên. BBC đề cập đến việc sau sự ra đi của ông Đinh Tiến Dũng, bộ chính trị hiện còn 15 người, trong đó có 4 gương mặt được bầu mới vào ngày 16 tháng 5. BBC dẫn nhận định của giáo sư Abuja từ Đại học National World College tại Mỹ cho rằng nhìn vào những gương mặt mới được bầu này, cho thấy đảng đang rất lo lắng về công tác huy động quần chúng và sự kiểm soát của đảng. Theo giáo sư Abuja phân tích rằng, ba trong bốn ủy viên bộ chính trị mới được bầu, ngoại trừ ông Lê Minh Hưng, đều không có kinh nghiệm trong quản lý nhà nước hay trong lĩnh vực kinh tế, nghĩa là hồng hơn chuyên. BBC đánh giá sau sự ra đi của ông Đinh Tiến Dũng, thì bộ chính trị gồm 15 người, chỉ còn ông Lê Minh Hưng được coi là nhà kỹ trị. Những người còn lại là các nhà lý luận, cán bộ đảng hoặc công an, quân đội. Như vậy, nếu đảng quyết định chọn người vừa hồng vừa chuyên ngồi vào ghế bí thư thành ủy Hà Nội thay ông Đinh Tiến Dũng thì ông Lê Minh Hưng là một lựa chọn khả dĩ. Và đây là hình bộ chính trị khóa 13 đầy biến động. Tuy nhiên, BBC dẫn ý kiến của các nhà quan sát cho rằng Đảng đang muốn gia tăng kiểm soát nên khả năng cao đảng sẽ quay lại thời kỳ năm 2000 đến năm 2015 chọn một người hồng hơn chuyên ngồi vào ghế bí thư thành ủy Hà Nội. Xét các ủy viên bộ chính trị hiện nay, ứng cử viên tiềm năng hội tụ đủ các tiêu chuẩn là ông Đỗ Văn Chiến, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. BBC cho biết, mặc dù ông Chiến học trường nông nghiệp và có thời gian làm ở doanh nghiệp nhà nước, nhưng cơ bản quá trình công tác của ông chủ yếu là công tác đảng. Do đó, ông được nhiều nhà quan sát xếp vào nhóm hồng. Vẫn theo BBC, ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và có trình độ cử nhân nông nghiệp. Xét tiểu sử của ông, có thể thấy ông không có nhiều kinh nghiệm lẫn chuyên môn để điều hành một thành phố lớn như Hà Nội. BBC cho biết thêm, bên cạnh ông Chiến, một số nhân vật khác trong bộ chính trị cũng có thể được chọn ngồi vào ghế bí thư thành ủy Hà Nội là trưởng ban dân vận trung ương Bùi Thị Minh Hoài, nhưng cũng là Hồng Hơn Chuyên. BBC dẫn nhận định của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang trên trang Forcom của Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore. Theo đó, nhìn chung, số lượng ủy viên Bộ Chính trị là những nhà kỹ trị ngày càng giảm, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức nhiều mặt, từ các vấn đề kinh tế đến chuyển đổi năng lượng và chính sách đối ngoại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nhân vật nào sẽ ngồi vào ghế bí thư thành ủy Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều công ty nước ngoài sử dụng nhãn mát Hàn Quốc để lừa người tiêu dùng Việt Nam. Ngày 25 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay người Việt Nam bị lừa bởi hàng loạt sản phẩm dán nhãn Hàn Quốc. BBC dẫn tờ Chosun Ebo của Hàn Quốc cho biết các công ty nước ngoài đang sử dụng nhãn mát Hàn Quốc để thu hút người tiêu dùng Việt Nam. Theo một bài viết của Chosun vào ngày 24 tháng 6, các sản phẩm, thực phẩm và đồ uống có nhãn mát Hàn Quốc, nhưng do các công ty từ các quốc gia khác sản xuất, có thể dễ dàng tìm thấy tại các siêu thị trên địa bàn quận Đống Đa ở thủ đô Hà Nội. BBC nêu dẫn chứng có thể kể đến thương hiệu Taiyang Soju, một sản phẩm rượu Soju đựng trong chai thủy tinh màu xanh lá với tên bằng tiếng Hàn Quốc được viết trên nền nhãn trắng. Và đây là hình bản tin trên BBC. Thiết kế này khiến gian Soju trông giống như những sản phẩm rượu Soju phổ biến đến từ Hàn Quốc, theo Chosun. Thậm chí, gian Soju còn được bày bán chung gian hàng với những thương hiệu rượu Soju Hàn Quốc khác như chamisun Damso Soju, Andong Soju và HIM Soju. Nhưng trên thực tế, Taiyang Soju là sản phẩm của nhà máy trưng cất Tawandang năm 1999 đến từ Thái Lan. Bên cạnh rượu Soju, Chosen cho biết nhiều dòng sản phẩm khác như bánh phồng tôm, bánh quy, thạch rau câu hay rong biển trong các siêu thị, cửa hàng ở Việt Nam mang nhãn hiệu Hàn Quốc nhưng thực chất đến từ các nhà sản xuất ở Indonesia Malaysia và Thái Lan. Johnson cũng phát hiện các công ty bánh kẹo Trung Quốc dùng tên tiếng Hàn cho các sản phẩm như kẹo dẻo và bánh mì ở các trạm dừng chân trên cao tốc tại Việt Nam. BBC cho biết việc đặt tên sản phẩm bằng tiếng Hàn để đánh lừa người tiêu dùng Việt Nam đã xảy ra tràn lan trên thị trường trong những năm gần đây. Vào năm 2021, báo chí Việt Nam phản ánh thực trạng những trái lê và nho mẫu đơn có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán trong nước với những mát Hàn Quốc đài truyền hình KBS của Hàn Quốc vào đầu năm 2021 cũng lên tiếng về vấn đề này. BBC dẫn cơ quan bảo vệ sở hữu trí tuệ Hàn Quốc viết tắt Kibo vào cuối năm 2022 cho biết các công ty mỹ phẩm nước này đang phải khổ sở với tình trạng sao chép, nhái nhãn mát, thiết kế của họ tại các thị trường Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác đang trở nên nghiêm trọng. Kibo cho biết tại Việt Nam trong năm 2021 có 660 trường hợp xếp thứ ba về số lượng. Và đây là hình rất nhiều sản phẩm dùng nhãn mát chữ hàng bày bán trong các siêu thị tại Việt Nam. BBC cũng dẫn tờ Korean Times cuối năm 2022 cho biết sản phẩm Kill Cover của thương hiệu mỹ phẩm Cileo bị sao chép. Một công ty có tên Boni Cileo đã sản xuất mặt hàng tương tự và đặt tên Kiss Cover rồi đem bán ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Chia sẻ với Johnson, Tổng Công ty Thương mại Nông thủy sản và Lương thực Hàn Quốc, viết tắt IT, cho rằng việc sử dụng ngoại ngữ trong thiết kế bao bì sản phẩm không phải là bất hợp pháp. Tuy nhiên, IT khuyến cáo người tiêu dùng nên cảnh giác, nhấn mạnh rằng nhiều sản phẩm ở Việt Nam được thiết kế, đóng gói với các biểu tượng Hàn Quốc để đánh lừa người tiêu dùng, khiến họ nghĩ rằng chúng được sản xuất tại Hàn Quốc. Theo BBC, các nghiên cứu thị trường chỉ ra xu hướng ưa chuộng hàng ngoại ở Việt Nam không chỉ giới hạn ở các mặt hàng giá trị cao như đồ điện tử, thời trang mà còn lan rộng sang các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như bánh kẹo, thực phẩm chức năng, đồ uống, sữa, hàng gia dụng, sản phẩm mẹ và bé. Một số chuyên gia cho rằng sản phẩm Hàn Quốc được ưa chuộng tại Việt Nam có phần nhờ vào làn sóng hâm mộ K-pop và K-drama. Thực trạng này không chỉ tác động tiêu cực đến người tiêu dùng mà cũng khiến các công ty Hàn Quốc chịu ảnh hưởng. Vẫn theo BBC, trong bài viết vào cuối năm 2022, Korean Times cho biết các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc ghi nhận số đơn đặt hàng cho các sản phẩm phổ biến nhất của họ tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc giảm dần qua từng năm, mà một trong những nguyên nhân chính đến từ việc nhái hình ảnh ngay ở các thị trường đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhiều công ty nước ngoài sử dụng nhãn mát Hàn Quốc để lừa người tiêu dùng Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.